Đã thưa thư cho con hỏi, chỉ có chư thiên mới có thể đi từ thế giới này sang thế giới khác để nghe Phật giảng pháp. Con muốn nguyện được đời đời tinh la gặp giáo pháp. Vậy cho con hỏi, chư thiên cõi nào trở lên thì có thể đi đến các thế giới trong thế giới Phật này để nghe Phật giảng pháp khi có Phật ra đời ở một thế giới nào đó? Chư thiên thì đã nói đến các cõi chư thiên thì nhưng cũng có những vị chư thiên có thần thông quảng đại, có những vị chư thiên có những cái năng lực thấp vẫn không đi được. Có như vậy thì mặc dù là các vị chư thiên đấy nhưng mà cái thần lực nó khác nhau. Cõi nào thì cũng thế, cái thần lực nó khác nhau. Nếu mình mà muốn thì mình sinh về cái cõi chư thiên Đao Lợi hoặc Đâu Suất hay là cõi nào cũng được. Thì nhưng vẫn phải còn tùy thuộc vào cái thần lực của cái vị chư thiên đó nữa, chứ không phải là vị chư thiên nào cũng cũng tự tại đi lại được, hoặc là vị đó phát nguyện sinh về cõi Phạm Thiên cũng vậy. Nhưng mà cũng có những vị có thần lực lớn, có vị có thần lực nhỏ. Vì vị đó mà muốn có những cái thần lực lớn đấy thì cần phải thực hành những cái pháp tu tập, nhất là thực hành giữ giới và kết hợp với hành thiền. Thì những cái người mà có hành thiền ở cái cõi này, người ta sinh lên cõi thiên người ta cũng biết hành thiền, thì những cái năng lực của cái pháp, của những cái pháp thiền định đấy, nó mới tạo ra những cái thần lực lớn, giống như có những cái thần thông quảng đại, thì cái sự đi đến các thế giới nó mới tự tại, chứ không phải là chư thiên nào cũng có thể tự tại đi lại được. Vậy thì mình tốt nhất là hãy cứ nỗ lực tu tập, nhất là muốn có những cái thần lực để đi lại được như vậy thì phải có thần thông, thì phải hành thiền tứ thiền bát định nhiều thì sẽ thành tựu được. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Nhuận Láo ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư, kính mong sư chỉ dạy cho con một trường hợp như sau. Có một vị cư sĩ Đại La, hàng ngày vẫn phải đi làm công việc cơ quan, ngoài ra còn phải tham gia buôn bán để kiếm thêm thu nhập. Vị ấy vẫn hưởng ngũ dục, thích nhiều tiền, nhiều đất, xe đẹp, áo đẹp, mặc đẹp, ăn ngon. Chưa ly ngũ dục, hiện vị ấy đã hành xong thiền hơi thở, hành xong 10 ca ti ná, qua 4 thiền bảo hộ, qua thiền tứ đại, hành xong phân biệt danh sắc. Cho con hỏi, có phải do vị ấy có công hạnh quá khứ sâu dày lên đại la, vị ấy vẫn đắc các tầng thiền và các pháp cao thượng hơn như trên không ạ? Kính mong sư chỉ dạy cho con xin đảnh kính tri ân sư ạ. Thì thực ra thời nay có nhiều cái vị dạy những cái pháp thiền nó không thật ấy. Những cái pháp thiền nó không thật, ví dụ như là chưa đắc thiền mà vị ấy bảo đã đắc rồi, xong là nó sinh ra nhiều cái ảo tưởng, nhiều cái tưởng tượng. Và rất là nhiều người tu tập rồi cũng bản thân vị đấy thì cũng nửa nghi nửa ngờ ấy, nửa tin nửa nghi, nhưng mà do cái danh ham muốn được cái danh vọng rồi tự nhận như vậy. Chứ một cái người bận rộn năng sang hưởng thụ dục lạc như vậy làm sao đi được dục. Mà cái pháp thiền ngay cả thời xưa cũng vậy, Đức Phật mà một cái vị đấy muốn chứng được những cái pháp thượng nhân đấy, vị đấy phải từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống độc cư, và phải tinh tấn hết mình, tinh tấn hết mình mới mới thành tựu được. Nên là mặc dù là có những cái vị mà mặc dù sống cái đời sống độc cư thành tựu được những cái pháp thiền rất cao rồi, thậm chí vị đó có những cái thần thông quảng đại rồi, nhưng mà chỉ cần khởi lên cái niệm tham dục, khởi lên niệm tham dục thôi. Ví dụ như là có một cái vị sa di xưa khi mà đang dùng thần thông bay ở trên trời, đang ôm bát cho vị thầy, vị thầy là bậc a la hán, thì hàng ngày đi khất thực vào trong làng, và vị đệ tử là một vị sa di rồi, ngày nào cũng bảo thầy cứ đi trước cái tí con mang bát cho thầy. Nên là vị đệ tử đấy dùng thần thông bay qua cánh đồng rồi mang bát đứng ở đầu làng đưa cho vị thầy, và vị thầy lúc nào cũng nhắc nhở là con đừng có lạm dụng thần thông như thế, rồi một ngày nào đó phải trả giá. Nhưng mà đệ tử không nghe, mà thầy nói gì thế, và cũng luôn luôn làm như vậy. Một hôm mình đang bay trên thì nghe thấy một cô gái, cô đang hái sen ở dưới, cô hát một cái tiếng hát rất là trong trẻo. Cái vị đấy lắng cái tai nghe tiếng bát, cái tham dục nó hởi lên một cái, vị đó rơi thẳng xuống ao sen, mất hết cả năng lực thần thông, rồi vị đó cưới cô gái đó, lấy cô gái đó sinh con đẻ cái. Thì từ ngàn xưa đến giờ trong kinh Đức Phật đã nói vô số những cái chuyện như thế rồi, và có 500 vị tiên đang bay trên trời nhìn thấy các cô cung nữ với mẹ ông vua đang tắm bờ biển, có cô có một vị thì nghe giọng hát
rồi đắm nhiễm vào giọng hát, có vị nghe nhìn thấy cái sắc tướng xinh đẹp, đắm nhiễm vào cái sắc tướng đấy, rồi các vị đấy đức thần thông rơi từ trên trời rơi xuống bãi biển. Thế là ông vua ông hỏi tại sao các vị rơi xuống đây, không? Tôi vì tham đắm với các cái cô cung nữ của ông này. Thế nên là ông vua này ông lấy dao đó ông chém cho hết sạch. Thì từ ngàn xưa đến nay là thế, cái người còn hưởng dục mà nói là thành tựu được pháp ly dục thì đấy là một cái pháp ảo tưởng ấy, không có thật ấy. Đấy là một cái sự dối trá và phạm vào những cái pháp gọi là tăng thượng mạng. Thì đó là cái con đường có thể dẫn đến đi vào địa ngục khá là nhanh. Nhưng mà cái vị đấy không bỏ, từ bỏ những cái ngộ nhận đấy, không từ bỏ cái tăng thượng mạn đấy thì sau này hối hận không kịp. Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi từ một hành giả ở trong hội chúng ạ. Dạ, con thưa sư, xin phép sư cho con hỏi một số ngành nghề làm nông nghiệp hay ở nhà mình có vườn trồng cây, hàng ngày phải bắt sâu hoặc lúc thu hoạch rau, cây trái, mình vô tình hoặc cố ý sát sinh nhiều côn trùng nhỏ thì nghề đó có phải là chánh nghiệp không ạ? Và có cách nào làm nghề cũng làm nghề đó mà tránh được hoặc giảm nghiệp sát sinh không ạ? Con xin chia sẻ ạ. Đấy thì mình phải giảm bớt tối đa. Ví dụ như là mình cố ý làm sát sinh thì nó vẫn có những cái tội của sát sinh. Tội của sát sinh đấy, nhưng mà cái tội sát sinh nó có những cái việc nó bắt buộc mình phải làm, thì cái tội đấy làm nó vẫn tạo ra tội, nó vẫn tạo ra cái pháp chướng ngại chẳng ngợi cho cái người đấy. Nhưng mà sau đó thì mình biết sám hối, biết tạo phước thì nó cũng sẽ bớt đi, nó chỉ bớt đi. Chứ còn cái tội gì mình đã cố ý làm cái gì nó cũng thành một cái nghiệp hết, nó vẫn tạo thành một cái bất thiện nghiệp. Chứ không phải là mình vì công việc đó mình làm đấy mà nó không tạo thành bất thiện nghiệp, nó vẫn tạo thành bất thiện nghiệp. Nên là mình có cái sự tác ý sám hối thì cái nghiệp đó nó nhẹ đi thôi, chứ không phải là mình sẽ không bị trả quả báo, vẫn có quả, vẫn có cái quả của nghiệp bất thiện đấy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, khi mình nguyện hồi hướng cho thân bằng, thưa sư, khi mình nguyện hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng thì mình có cần phải nhớ tới mặt của người thân từng người hay không? Hay mình nói hồi hướng là phước lẽ tự chia đều tới các vị đó? Con xin tri ân sư ạ. Khi hồi hướng đến người quá vãng thì mình chỉ cần tác ý chung chung đến những người quá vãng, mình không cần hình dung mặt được, nói tên được mà không nói tên được. Nhưng mà những cái vị đấy thì ai là cái người có nghe được cái lời đấy và có đồng tình hoan hỷ theo thì họ sẽ được hưởng, tức là họ sẽ có được cái phước đấy bằng cái sự hoan hỷ. Bằng cái hoan hỷ, tức là cái tâm thiện nó khởi lên để nó hoan hỷ thì người ta được hưởng cái phước đấy thôi. Nó cũng giống như người sống ấy. Khi mà mình làm cái việc thiện gì mình chia đều đến tất cả mọi người. Thế là cái người không làm nhưng mà có cái tâm tùy hỷ theo thì cái người đấy sẽ có cái phước của cái sự tùy hỷ đấy. Nên phước nó sinh ra từ sự tùy hỷ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ một hành giả ở trên gửi qua chương trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, kính mong sư chỉ dạy thêm cho con một trường hợp như sau. Có vị cư sĩ do vô minh đã phạm vào tăng thượng mạn. Vị ấy tuy chưa có pháp thượng nhân nhưng vị ấy tưởng đã có pháp thượng nhân. Vị ấy nghĩ mình hơn rất nhiều người, thậm chí hơn cả chư thiên. Suy nghĩ này diễn ra trong khoảng 2 năm. Hiện tại, vị ấy đã nhận ra bị ảo tưởng và từ bỏ suy nghĩ bản thân có pháp thượng nhân. Kính xin mong từ bi chỉ dạy, vị ấy nên làm gì để nghiệp ấy được giảm thiểu hoặc tiêu trừ ạ? Con kính thì chi ân sư ạ. Cái pháp đấy nó khởi lên do một người bị tự tin thái quá. Bị tự tin thái quá nhé, hoặc là do mình bị người khác người ta lừa dối, người ta ví dụ cái vị thầy đấy người ta chưa chứng pháp nhưng mà người ta muốn lừa gạt người khác để cho người khác nghĩ rằng là mình là cái người dạy giỏi, mình là người giỏi dạy được nhiều học trò thành tựu cái pháp thượng nhân giỏi. Nên đôi khi mình bị động, bị lừa bởi những cái vị tà sư ấy, rồi mình sinh ra cái tư tưởng là tự tin. Tự tin đấy nó bị thái quá do mình không cố ý thì cái nỗi này nó nhẹ. Còn cái người nào mà biết rõ ràng biết rằng mình chưa chứng nhưng cứ cố tình nói ra là mình đã chứng thì cái đấy nó mới rơi vào tăng thượng mạn. Còn cái người bị tự tin thái quá hoặc là do mình bị ngộ nhận
do bị tác động bởi người khác mà mình sinh ra cái ảo tưởng, thì nó không, nó chưa rơi vào cái, thì vẫn sám hối được. Nhưng mặc dù là cái người đấy không nhận ra mà giữ cái tư tưởng đấy đến lúc chết thì sẽ đi đi vào đọa xứ ngay tức. Thì còn những người mà cố tình biết rằng mình không có mà cứ cố ý nói là mình có thì cái ác nghiệp đấy khá lớn, thì cái người đấy nhưng mà vẫn sám hối được. Những cái nỗi đấy sám hối là nó sẽ tiêu trừ đi, nó sẽ bớt đi, và nó mình có vẫn có thể tu tập được, nó không bị chướng ngại. Còn những người nào cố tình không sám hối thì nó sẽ chướng ngại, sau này vị đó tu không thành tựu được những pháp thượng nhân thật, mà vị đấy nhiều đời nhiều kiếp sau luôn luôn gặp tà pháp, luôn luôn bị ảo tưởng như vậy, luôn luôn bị theo tà đạo chứ không không gặp được chánh pháp chánh đạo. Vậy cho nên là nhận ra và sám hối thì nó sẽ hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hạnh Tuệ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Bạch sư, con có nghe một số vị nói rằng giáo chủ của họ là Đức Ly Lạc. Con thấy rất khó tin ạ. Con xin sư khai thị ạ. Giáo chủ là Đức Phật Di Lặc ạ. Di Lặc thì nếu mà nói đến Đức Di Lặc bây giờ chưa phải là vị giáo chủ. Phật Di Lặc thì còn là một vị Phật sẽ ra đời ở tương lai. Tức là bây giờ vẫn còn đang hành Bồ Tát Đạo. Chưa phải là Phật, gọi là Bồ Tát Di Lặc. Chứ thì bây giờ chưa được gọi là Phật Di Lặc. Khi nào mà đắc đạo thành Phật thì mới được gọi là Phật Di Lặc, thì cái lúc thành Phật ấy mới trở thành giáo chủ, còn bây giờ chưa có phải là giáo chủ được. Nên là cái người nào mà nói là Phật giáo chủ đấy là người đấy là cũng đang bị lầm đấy, mê lầm và si mê tà kiến không đúng. Bây giờ phải giáo chủ hay là Đức Phật Bổn Sư thì mới đúng, nên là cái đấy không đúng. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hạnh Tuệ. Dạ, con bạch sư, con có một câu hỏi nữa là thời nay có thể có một vị Phật độc giác không ạ? Và pháp thiền đốn ngộ có thật không ạ? Thời nay không có Phật độc giác được, vì chừng nào còn giáo pháp của vị Phật còn tồn tại, ví dụ giáo pháp của Đức Phật Thích Ca còn tồn tại, thì các vị Phật độc giác không có mặt. Đó, chỉ khi nào mà giáo pháp của Đức Phật này đã diệt hoàn toàn, không còn một chút xíu hình tướng gì trên đời nữa, tức là dù lúc đấy là hình tướng cũng không còn, giáo pháp không còn, pháp học, pháp hành và cả các cái hình tướng tượng Phật kinh điển không còn nữa, người xuất gia không còn nữa, thì lúc đấy mới có các vị Phật độc giác. Các vị Phật độc giác thì ra đời, chỉ ra đời ở Tuyết Sơn thôi, chỉ ở trong núi Tuyết Sơn ấy thì có, thì đến thời đấy mới có, thời này sẽ không có. Còn cái pháp thiền đốn ngộ thì là cái gì, đốn ngộ là cái gì chứ? Ví dụ như là có những người nghe một câu pháp mà có thể giác ngộ, thì thời Đức Phật có, nghe một câu kệ, một bài kinh, một bài thuyết pháp và giác ngộ một cách nhanh chóng sau khi nghe bài pháp đấy thì có. Còn nói là ngộ cái gì nữa thì sư không hiểu cái ý nghĩa sâu xa nằm ở trong đó, thì mình thôi không bàn luận đấy. Là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liệu Pháp ạ. Là con bạch sư, thiền sinh cần phải thực hành thiền theo lộ trình tuần tự như thế nào ạ? Theo lộ trình tuần tự mà cái pháp thiền chỉ quán của Đức Phật thì một vị bắt đầu vào thực hành thiền, mình đã có tức là có những cái pháp thiền định ý, thì mình có thể lựa chọn hành pháp nào trước cũng được. Ví dụ như là một cái người sẽ thực hành thiền hơi thở cũng được trước. Sau đó thì chú tâm trên hơi thở vào ra, nhận biết hơi thở, giữ chánh niệm cho đến khi nào nó có định. Thì vị đó đắc định thì vào cận định, rồi dần dần vào an chỉ định, rồi vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Khi mà chứng đắc được tứ thiền của thiền hơi thở rồi chẳng hạn, thì lúc đấy vị đó sẽ thực hành các cái pháp thiền khác rất là dễ dàng. Ví dụ là quán 32 thể trược. Thì lúc đấy mà mình quán 32 thể trược, mình nhập vào tứ thiền xong, mình quán 32 thể trược trên thân thì mình sẽ thấy các cái thể trược đó, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, nó rất là rõ ràng, các cái thân phần đó. Thì sau đó mình sẽ thực hành các cái biến xứ, kasina, đất nước, nữa, gió, đen, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng, hư không, tứ thiền bát định. Xong rồi mình sẽ thực hành đến bốn thiền bảo hộ, như là bốn thiền vô lượng tâm, là thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Rồi thực hành thiền niệm ân Đức Phật, thực hành thiền niệm về xác chết, niệm về sự chết. Rồi sau đó mình sẽ thực hành các cái pháp
thiền 40 đề mục thiền định một cách nhanh chóng, dễ dàng, đơn giản, không có mất nhiều thời gian nữa. Nếu như mà thành tựu được với pháp thiền hơi thở, cũng có người thì thực hành thiền hơi thở một thời gian mà nó không thành tựu thì mình sẽ thay đổi sang như là thực hành thiền tâm từ, hoặc thiền niệm Phật, hoặc thiền niệm sát chết trước, để nó cũng đắc những cái pháp thiền đấy cũng được. Hoặc thiền các cái biến xứ ca xin lá thành tựu cho nó vào các tầng thiền. Để tức là thực hành thiền thiền định làm nền tảng cho thiền quán. Sau khi mình đã có được một cái mức định tốt rồi thì lúc đấy chuyển sang thiền tuệ. Thì cái bước đầu thực hành thiền tuệ đó là thực hành thiền tứ đại. Thực hành thiền tứ đại tức là phân tích ra cái thân này là thân tứ đại này. Ví dụ người đã quán cái phồng xẹp ở trên dưới bụng này, rồi thấy được cái tính đẩy của gió, thấy tính đất nước lửa gió ở trên thân, rồi sau đó mới phân tích ra những cái hạt sắc uẩn hay là sắc pháp, sắc do nghiệp sinh, tâm sinh, thời tiết sinh và thực sinh, gọi là phân tích hiểu ra được cái thân tứ đại là cái hạt sắc rồi, thì sau đó phân biệt đến tâm, tâm sở, các cái tâm, tâm sở, ví dụ như là mình sẽ phân biệt tâm ở các cái nội trình ở các căn, thì ở các tâm nó sinh lên ở con mắt thì nó có gọi là cái nộ về nhãn môn, nhãn thức ấy, thì nó gọi nhãn ngũ môn, nhãn thức tiếp thâu, suy xét xác định, cha văn na đăng ký, thì tất cả những cái nộ tiến trình tâm và các tâm, tâm sở nó sinh lên mình phải phân tích ra được. Để các cái tâm nó sinh ra ở cái nộ thanh, âm, tai, mũi, lưỡi, thân, ý ở sáu căn của mình, thì lúc ấy mình sẽ hiểu về thì cái những cái trạng thái nó sinh khởi của thân và của tâm, tức là hiểu được các cái sự thật về thân và về tâm như thế nào. Chứ bây giờ hầu như mình, người ta không có hiểu về cái sự hoạt động của tâm thức. Tâm thức bây giờ người ta cứ nghĩ là nó hoạt động ở các bộ não, ở các cái hệ thần kinh. Nhưng mà khi mà mình hành đắc thiền, mình phân biệt được ra các cái tâm rồi thì nó không có ở đâu. Nó không có ở các cái, trong con não nó không có tâm nào đâu. Nó không có ở cái dây thần kinh nào đâu. Mà nó có ở thần kinh mắt này, thần kinh tai này. Tức là nó có cái nhãn tĩnh sắc, nó có cái sắc thần kinh, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì các cái nội tâm nó nương vào đấy, nó sinh lên. Thì cái người mà thực hành mà ở cái tuệ là để mình phân tích ra cái sự thật về thân và về tâm. Tức là người đấy là đi vào khám phá thân tâm mình, chứ không có cái gì là đặc biệt cả. Và giác ngộ ra những cái sự thật về thân tâm. Thì cũng như vậy, vị đó sẽ quán được những pháp duyên khởi. Ví dụ như là có những người, người ta hoài nghi tại sao ở trên đời này có những cái người đẹp, người xấu, người trí, người ngu, người thiện, người ác, người sống lâu, người chết sớm. Thì cái đấy nó đều có nhân duyên. Và đến cái giai đoạn đấy, vị đấy sẽ quán được điều đó. Vì đó sẽ đi ngược lại quá khứ, về các cái kiếp quá khứ trước. Khi mà phân biệt được danh sắc thân tâm đấy rồi thì bị năm uẩn đấy, vì nó sẽ quán những cái pháp về duyên khởi, thì vì nó sẽ thấy những cái hành động mình đã làm ở trong quá khứ, mình sẽ thấy kiếp trước mình là ai, mình đã làm việc gì, rồi sau đó quán về cái tính nhân quả, tức là do nhân quá khứ nó sinh ra quả hiện tại, nhân hiện tại nó sinh ra quả tương lai, thì lúc đấy nó đoạn được cái hoài nghi, rồi sau đó vì đó mới quán được cái nhân sinh thì quả sinh, nhân diệt thì quả diệt. Nhân sinh diệt thì nó là vô thường khổ vô ngã, quả sinh diệt là vô thường khổ vô ngã. Thì sau khi thực hành phát triển cái tuệ quán tam tướng về vô thường khổ vô ngã đấy, thì nó diệt trừ đi được các cái tà kiến, các cái ảo tưởng. Thì nó dễ diệt trừ đi được cái vô minh, các cái tham ái, các cái chấp thủ. Thì nó diệt trừ đi được các cái phiền não, các cái kiết sử phiền não tham sân si. Do cái sự quán sát đó, thì cái con đường tu tập là thế. Là đầu tiên mình hành giữ giới, xong đó hành thiền định. Thiền định lấy cái thiền định đến làm nền tảng để phát triển thiền quán là thiền tuệ. Về thiền tuệ là thế, là quán về cái thân của mình, cái tâm của mình, về những cái nghiệp mình đã làm trong quá khứ nó sinh ra cái quả hiện tại. Rồi sau đó mình thấy cái tính sinh diệt của nó, mình hiểu ra cái vô thường khổ và vô ngã của nó, để mình diệt đi những cái tà kiến cho rằng thường lạc ngã tịnh này. Thì lúc đấy được gọi là người giác ngộ, là có chánh trí. Thì cái nội trình tu tập là nó cứ như thế thôi. Đấy là một cách hiểu, một cách vắn tắt về cái nội trình tu tập thiền là như vậy. Là để mình phát triển cái trí tuệ giác ngộ như vậy. Là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liệu Pháp ạ. Là con thưa sư, có những điều gì là cấm kỵ ạ, cần phải kiêng tránh trong việc khi thực hành thiền ạ? Cái điều kiêng tránh cấm kỵ trong khi thực hành thiền, ví dụ như là phạm giới là kiêng mà phải tránh nhá. Ví dụ như là một người hành thiền thì cố gắng giữ giới cho nó thành tịnh, thứ nhất. Những cái điều kiêng tránh nữa đó là mình không được khởi lên những cái tâm mong cầu những cái điều bất chánh. Ví dụ như là có những người
hành thiền, nhưng mà mình khởi lên cái ý là mong cầu để có thần thông, mong cầu để mình có những cái năng lực giống như là tiếp xúc với các vị chư thiên hay những người chết ấy. Ví dụ như là mình mong muốn được giống như các nhà ngoại cảm nói chuyện với người nọ kia. Trong cái lúc hành thiền mà mình khởi lên cái ý đấy là bị loạn tâm nhá, là phải tránh, không không được khởi lên cái ý như thế. Mình mong cầu những cái điều sai trái. Ví dụ trong cái lúc ngồi thiền mình cứ mong cầu hưởng thụ những cái ngũ dục ấy. Cái dục nạc cái nào rất là nguy hiểm nhá. Đấy là những cái tâm tà, tâm bất thiện phải diệt. Không được khởi lên những cái tham dục sân hận, những cái si mê tà kiến, hay là những cái mong cầu bất chánh, những cái sự ngã mạn, những cái ảo tưởng, những cái mong cầu có thần thông, có những cái năng lực, hay là mình mong cầu là mình tu tập này để mình trở thành một cái người siêu nhiên, có những cái năng lực để được hưởng những cái danh vọng chức quyền, để được hưởng những cái sự cung kính nội dưỡng nọ kia, thì những cái mong cầu ấy là bất chánh. Và cái người đấy thì mình chỉ nên khởi lên cái mong cầu làm sao để mình đoạn trực những cái phiền não trong tâm, giống như một cái người bệnh nhân ấy, mình chỉ mong làm sao mình chữa cho nó khỏi những cái bệnh khổ về thân. Thì cái người tu tập thiền thì mình chỉ mong giống như một cái bệnh người có bệnh về tâm, mình chỉ mong muốn làm sao để chữa trị cho nó lành được những cái bệnh về tâm, như là mình bị tham dục nhiều mình muốn dứt được tham dục, mình bị sân hận nhiều thì mình muốn vì tự hành thiền để đoạn được sân hận, mình có những cái ganh tị bỏn sẻn tật đố sân tham, những cái tâm bất thiện ấy, thì mình mong tao hành thiền để đoạn được những cái tâm bất thiện đó, si mê tà kiến đó, để mình có được chánh trí, thoát được cái khổ đau sinh tử luân hồi, chứng niết bàn giải thoát ấy. Thì cái mong cầu đấy thì được, còn những cái mong cầu những cái điều khác thì là nó cũng là cấm kỵ và mình nên tránh. Và mình cái người mới tu tập là nên tránh một cái điều nữa, đó là mình không được kể nể, không được khoe khoang với ai về cái sự tu tập, mà hay mình thành tựu được cái gì. Ví dụ như là một cái người tu tập mà khi mình có được một chút định, có hào quang, có được một chút nimitta ánh sáng ấy, mình cứ đi khoe khoang người khác là nó sẽ bị mất hết cái pháp đó. Ví dụ mình tu tập mà chứng đắc được cái gì cứ đi khoe, hay là mình cầu danh này, những người đi khoe tôi chứng được cái pháp này pháp kia đấy, mà có khi mình không chứng chẳng hạn, mình không đi khoe như thế là mình thấy được cái sự kính nể của mọi người, thế là cái tâm ngã mạn mình nó tăng lên. Thế có khi mình không có pháp mình cũng cố tình giả vờ là mình có pháp, không chứng nhưng mình cũng cố tình giả vờ nói dối là mình có chứng, vì cái tâm tham về cái sự tôn trọng ấy, tham về cái danh vọng ấy, nó lớn vậy đấy. Cho nên là có những người mặc dù mình chưa chứng mà về cứ đi nói dối thì nó tạo thành cái tăng thượng mạng. Vì vậy nên tuyệt đối là cái cấm kỵ đó là không được đi kể nể, không được khoe khoang cái sự tu chứng, dù mình tu chúng ít hay chứng nhiều, tu được ít hay tu được nhiều, thì cái điều cấm kỵ là không nên đi khoe khoang. Và cái tuyệt đối là không được khen mình chê người. Cái nguy hiểm nhất trong cái sự thực hành này, tôi tu tốt lắm còn cái vị kia tu kém lắm. Đấy, có một cái ý tưởng, có cái tâm mà khen mình chê người đấy là đi vào đường tà ngay, đi sai trái ngay. Chỉ thích nói khoe khoang cái sự thực hành cao siêu giỏi của mình, xong là đi nói xấu người khác, khen mình chê người là cái cấm kỵ nhất trong cái sự thực hành đấy. Nên là cái sự thực hành thiền là tuyệt đối mình tu mình biết, hoặc là mình chỉ có trình bày với cái vị thầy đấy biết, chứ không bao giờ đi khoe khoang, không rêu rao những cái pháp mình đang tu tập, không ca ngợi khen ngợi cái đức hạnh, cái sự tu tập của mình, thì cái người đấy sẽ an toàn, không bị rơi vào ảo tưởng tà đạo trong cái con đường tu đấy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liệu Pháp ạ. Dạ, thưa sư, với một người thực hành thiền mà không thể chứng đắc các pháp thiền chỉ, thiền quán cao thì có lợi ích gì không ạ? Nếu mà dù mình thực hành mà không có chứng đắc được những cái pháp chỉ quán, vẫn có lợi ích rất lớn, lợi ích vô cùng lớn luôn. Cái sự thực hành đấy nó sẽ tạo ra các cái pháp ba la mật rất là lớn, những cái công đức rất là lớn. Ví dụ như là một cái người mình chú tâm trên hơi thở thôi, dù mình chưa đắc định, thì ngay cái lúc mình có cái chánh niệm, có cái lúc có tỉnh giác, thì cái lúc đấy là thiện tâm hợp trí tuệ, thì nó tạo ra những cái thiện nghiệp do ý nó sinh ra. Ý thức của mình nó đang tạo thiện nghiệp, thì một giờ hành thiền là một giờ mình đang tạo thiện nghiệp, một ngày mình hành thiền mình đang tạo thiện nghiệp, một tháng một năm mình hành thiền mình đang tạo thiện nghiệp, thì những cái thiện nghiệp đấy nó cũng khiến cho mình được hưởng những cái công đức phước lành ở cõi thế gian này. Ví dụ như là mình cũng được hưởng những cái phước sống lâu mạnh khỏe, ăn vui sắc đẹp trí tuệ ở cõi thiên, cõi nhân giới, cõi nhân giới và cõi thiên giới, từ cái công đức
thực hành thiền đấy, dù mình không đắc các tầng thiền thì nó cũng thành tựu được những cái công đức phước lành thuộc về dục giới. Còn khi mình đắc các tầng thiền rồi thì nó lại trở thành những cái công đức phước lành, những cái thiện nghiệp nó thuộc về sắc giới. Còn khi mình tu tập được thiền tuệ chứng đắc niết bàn thì cái lúc đấy nó lại trở thành cái công đức phước lành của cái pháp siêu thế, của cái pháp chứng, của cái pháp giải thoát. Thế thì lúc nào mình hành thiền nó cũng tạo ra công đức hết, tạo ra phước lành. Thế còn thường thường người ta cứ bảo là mình phải đi bố thí, phải đi cúng dường, phải đi giúp đỡ người khác mới là công đức, mới là phước này. Còn ngồi thiền không có lợi nạc gì cho ai, sao có công đức? Đấy là một cái người mà có thể nhận định như vậy, nhưng nhận định như vậy không đúng. Công đức nó tạo nên từ cái tâm. Ví dụ một người đi bố thí nhưng mà người ta trong lúc bố thí người ta vẫn khởi lên những tâm bất thiện, tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm ngã mạn, tâm tật đố, tâm ganh tị, tâm những tâm bất thiện nó pha tạp vào. Thì cái công đức đấy, cái trong cái hành động thì lớn nhưng công đức rất là yếu, bởi vì cái tâm bất thiện nó, cái tâm nó tạo ra công đức chứ không phải là cái hành động nó tạo ra công đức. Cái việc làm nó không tạo công đức mà tâm nó tạo công đức. Ví dụ có những người làm việc bố thí giúp người nhưng chết vẫn đọa địa ngục á, là do cái tâm bất thiện nó lớn quá. Nhưng một người mà tu tập đoạn được những cái tâm bất thiện ấy thì chắc chắn chỉ có sinh về cõi lành chứ không sinh về cõi khổ. Cái sự thực hành thiền là cái sự chắc ăn nhất về cái con đường chấm dứt khổ đau, sẽ tránh được những cái đoạn xứ và sẽ được hưởng những cái phước này. Dù cái người đấy không đắc thiền thì những cái công đức tu tập đấy cũng vẫn lớn, vẫn rất thù thắng chứ không phải là không có. Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liệu Pháp ạ. Dạ, con thưa sư, hành thiền hơi thở một thời gian mà không có kết quả thì có nên đổi sang pháp thiền khác không ạ? Có nên đổi sang pháp thiền khác. Nếu mà hành thiền hơi thở một thời gian dài dài một chút, mình thấy nó không có kết quả, thì có nghĩa là ví dụ như mình ngồi thiền nó cứ quên hơi thở, tâm nó cứ nghĩ năng sang trong chuyện khác. Ví dụ có những người thì bị tham dục chi phối nên là bị quên hơi thở, thì phải đổi sang cái pháp thiền quán bất tịnh, quán về sắc chết để nó bớt đi. Có những người khi ngồi cứ bị sân hận nó chi phối và không thể chú được trên hơi thở thì phải đổi sang cái pháp đó là hành thiền tâm từ. Có những người ngồi thiền đấy nó cứ khởi lên những cái tư tưởng như là muốn đi làm phước, muốn đi lễ Phật tụng kinh thì hãy chuyển sang cái pháp thiền niệm ân đức Phật, người đức tin mạnh quá. Có những người ngồi thiền nhưng tâm nó cứ suy luận, bản luận, phân tích, đánh giá chuyện này chuyện kia thì cái người đấy là tuệ mạnh quá thì chuyển sang pháp thiền tứ đại, hoặc là thiền niệm sự chết, hoặc là những pháp thiền kasina khác. Tức là nói chung là mình sẽ thay đổi tùy theo cái tâm tánh của mình, mình sẽ đổi để cho nó phù hợp với cái tâm của mình, vẫn đổi được chứ không phải là không. Sẽ có nhiều, rất nhiều cái pháp môn để tu tập, mình có thể thay đổi một cái pháp môn phù hợp với căn tánh của mình.